Đừng coi thường 2 phút này nó đáng giá 500 triệu. Nhiều bạn thắc mắc hỏi là làm sao đọc 3 câu thần chú này mà được 500 triệu, tiền ở đâu ra, tiền ở trên trời rơi xuống à? Trong vòng 2 phút làm sao tôi có thể giải thích được cho các bạn hiểu tư duy kiến thức mà tôi đã đúc kết được trong vòng 10 năm qua, ghi chép hàng trăm quyển sổ. Thế tôi hỏi các bạn ấy, trong vòng 2 phút các bạn có thể dạy cho người khác hết kiến thức ở trong trường đại học được không? Ở đây tôi nói theo trải nghiệm và theo kết quả của tôi, các bạn có thể ứng dụng và có kết quả luôn. 3 câu thần chú là: 1. Tôi yêu tiền, tôi thích tiền. 2. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2023, tôi cần số tiền là 500 triệu, xin vũ trụ hãy gửi cho tôi. 3. Tôi là thỏi nam châm hút tiền cực mạnh, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn, cảm ơn. Các bạn thực hiện 3 câu nói này thường xuyên liên tục vào thời điểm trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Và cuối cùng các bạn ghi cái số tiền mà các bạn mong muốn thu hút lên trên tay trái và thường xuyên nhìn vào nó trong quá trình làm việc. Nếu các bạn muốn biết bản chất khoa học của phương pháp này hay muốn biết tại sao đọc 3 câu thần chú này lại có tiền thì các bạn bấm vào cái đường link bên dưới avatar của tôi vào trong nhóm Zalo để xem chi tiết.